Khi nào mình ăn xong rồi á, mình có thể đi thay đồ giùm em nhá. Thay đồ trong nhà tàu sẽ hỗ trợ áo phao với đèn kiếm bơi cho mình. Để mình tắm xong không? Bắt buộc này phải cởi đồ vậy. Không. Thì đó thôi, mình thích cởi đồ thì mình cởi đồ, thích cởi đồ thì san hô là đây san hô đây ạ. Ngày nay đây có cho câu cá nữa không chị? Có san hô không đây? Khu vực này khu vực san hô. Người ta tuyệt đối không câu cá. Đó là nhằm khi mình tắm san hô mình câu cá giết người khác. Có cho mượn kiến không em ơi em? Có cho kiến mượn không? Có kiến đầy đủ hết. Xuống là mình có thể bơi nó lặn dưới đâu mà. Được rồi, không cần lặn. Đang một số người nó đang bơi đâu mà lặn xuống. Không biết bơi vẫn bơi. Áo phao đeo cái kiến nó phao lên nữa.